Những kỷ luật cho cuộc hành trình về nhà. Trở về nhà là một cuộc hành trình của cả một đời người. Bao giờ trong ta cũng có những thành phần lang thang, cách lãng phí hoặc buộc mình trong bực bội. Trước khi ta biết được điều ấy, thì ta đã bị nhận chìm trong những tưởng tượng dâm ô hoặc trong những suy tư đầy phẫn nộ. Ta thường bị ám ảnh về sự bị nhận chìm ấy trong các giấc mơ. Kỷ luật của đời sống thiêng liêng như cầu nguyện, chay kiêng và sự quan tâm, chăm sóc là những con đường giúp ta trở về nhà mình. Khi bước về nhà, ta thường nhận ra con đường dài thật dài, nhưng đừng nản chí. Chúa Giêsu cùng sánh bước với ta và vẫn tâm sự với ta trên đường. Khi ta chăm chú lắng nghe, ta sẽ khám phá ra rằng dẫu vẫn còn đang trên đường, ta đã về đến nhà rồi.